Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của Nhật ký Xà Lan nha. Hôm nay Nhật ký Xà Lan đi Bình Dương giao hàng, giao xi măng xong rồi đây các bạn. Hiện tại thì Xà Lan mình đang nổi lên là đang chạy qua Đồng Nai để nhận đá nha. Hiện tại thì mình chạy tới chỗ bến cảng Cát Lái rồi. Ngang bến cảng Cát Lái thì bên đây có mấy cái phao để cho những cái chiếc tàu buôn, tàu biển đậu đây các bạn. Hiện tại đây là những cái chiếc xà lan chở container nha. Container ở cảng Cát Lái đang đậu phao nè để người ta đợi tài để giờ vô trong cảng bốc và nhận những cái thùng container đây các bạn. Hiện tại đây những chiếc xà lan siêu to cũng lồ, siêu dài nè. Đang đậu ở phao Cát Lái nha. Đây phía trước đằng kia thì cũng có những cái phao đó các bạn. Phao thì các bạn xem những cái chiếc phao này. Chiếc phao một nha, 2, 4, 6, 8, 10, 11 chiếc xà lan đang đeo một cái phao một các bạn. Đây các bạn thấy ở phía trước cái kẻ những cái chiếc xà lan là nước chảy nổi sóng đó các bạn thấy không? Do cái điện thoại mình zoom ra xa quá nó bể nét nhìn không rõ, các bạn xem thông cảm nha. Đây chỉ một cái chiếc phao một mà neo mấy chiếc xà lan chịu nổi này các bạn. Chứng tỏ là cái bê tông chịu lực ở dưới cái lòng sông ở dưới dưới chịu cái phao lại rất là lớn nha các bạn. Đây có anh xà lan của An Giang đang đậu cookie mình ảnh thả neo trong cái bờ. Đây các bạn thấy những chiếc phao và một nguyên dãy xà lan luôn các bạn. Trước mặt chúng ta có chiếc xà lan Long An đang chở cát. Cát gì, cát gì mà nó bắt tè ở dưới các bạn. Thường thấy anh em xà lan miền Tây ở dưới lên thì sáng cạp lên những cái đống cát chung chung rồi nha. Chiếc này thì chở nước liếm liếm bon rồi nè. Nhưng mà cát lùm lùm ở dưới rồi các bạn. 2, 4, 6, 6 cái hầm suốt luôn. Trước có chở nước cứu trợ dân vùng hạn mặn hay sao, có những cái máy bơm nước hai bên. Phía bên bờ bên các lá bên đây thì ta khỏi cái đoạn và cái đoạn của cảng các lái nha các bạn. Xứ lên này thì mình cũng không gần là cảng gì nha, cái nhỏ nè. Ở kia cũng rất là nhiều cảng nha các bạn. Các bạn thấy xa xa phía đằng có những cái thùng container được cảng họ chắc lên bờ. Từng đống luôn các bạn. Đây quay về cái hướng bên đây thì cái tắc này để chúng ta tắc qua bên cái sông Đồng Nai để chúng ta đi qua cầu Long Thành để về bên Đồng Nai nha các bạn. Bên đây cũng có rất là nhiều những chiếc xà lan chở container đang neo đậu để đợi tài để vô nhận hàng nè.
xa xa mấy trên bờ bên kia có chiếc chỗ lại, xa quá nó bị nét các bạn. Rồi giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái chiếc xà lan cán lúc nãy nha các bạn. Thì mình đã qua mặt được cái chiếc xà lan chở cát khẩm lúc nãy nè. Ở phía xa xa, phía sau có anh cũng chở cát đang tiến lên. Đây cái chiếc này thì theo mình biết là chiếc này chở cát miền Tây lên nha các bạn. Thì thường cát miền Tây là cái này mình xà lan cạp đóng cát mình dung nè. Nhưng mà quay ngược nắng thì nó hơi đen nha. Quay trước cho nó sáng hơn tí các bạn ạ.